nay tôi xa nhà em vẫn đợi thương nhớ âm thầm em nguyện cầu an vui suốt cuộc đăng trình chắc chờ gian nan tôi xin tạ ơn tình đời dù lắm điều ngoa đời đã cho tôi con say hương vị ngọt bùi đem lại lợi ích cho thân chủ mà giá quảng cáo thật rẻ. Xin liên lạc 714-933-7888 933-7888 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Một Giờ Vui Hát do Phạm Minh phụ trách và tiếng đàn của ca nhạc sĩ Phượng Vũ. Nãy giờ Julie Phượng Vũ Việt Minh cười quá trời. Các anh nên hát bài cảm ơn á. Mà mình phải cảm ơn ảnh với phải nhờ sáng nay mình cười được chầu thoải mái ha. Julie cũng nhái nói mặc dù bánh chưng bao nhiêu đêm anh ngồi âm âm. Mình ngồi nhớ tới hồi đó mình hát cái bài hát về cơm phải không? Yeah. Mình đương hát á mình cũng lộn nhóm nhảnh vậy đó. Yeah. Mình hát cơm mà lộn thành phở. Đang hát bài ca tụng về cơm tự nhiên lộn qua phở anh Minh. Nó kỳ vậy. Cơm với phở đó khác anh. Bánh chưng với áo len là nó nằm trong bài ca của anh. Nãy cười 2 phút trời quảng cáo rồi ngồi cười cũng chết rồi. Cảm ơn bạn mình được. Cảm ơn anh Tốt. Mà former name là anh Tuấn. Anh Tuấn. Kính mời tiếng hát đang chờ. Hello. Dạ, cái danh của chị ạ. Hello. Hello. Oh, hay ghê ha, sao phone nói được mà lại còn ren nữa. Có hai ba cái. Nhiều cái. Nhiều cái phone nữa chị. Phải gọi hai ba cái. Thấy chưa? Hello. Cảm ơn chị. Mới gọi được. Yeah, hello. Mà. Cảm ơn chị thương chương trình. Yeah. Chị ơi, cái danh là gì vậy? Nhưng mà trước khi hát á lại hỏi thử cái bài nó dài quá mình hát thêm một câu trong đó được không ạ? Được, không sao. Dạ chị cứ có đúng 2 phút vậy chị muốn làm gì chị làm trong 2 phút. Quá là tuần tới mà hát tiếp. Mà không quá à. Dạ, Hến đây. Chị Yến. Dạ, bốn Hến. Hến. Hến à? Dạ, Hến. Ô chị, Thị Hến à? Hến. Dạ, bốn chữ thoại cuối của Thị Hến à? Dạ, ủa số gì ta? Nhiều số quá không biết. 7867. Rồi 7867 bài ca tên gì vậy Thị Hến? Dạ bài Bước Chân Việt Nam. Bước Chân Việt Nam tác giả nào? Nhạc của Trúc Hồ, lời của nhạc sĩ Trần Tử Thiêm. À ok rồi 1 2 3. Ngày nào Việt Nam tan tóc đời ta chiến xa bay hẹp hòi đôi cánh bay càng xa vời qua là thời tiên kè trên đuôi nhìn sóng gió tơi bời nhìn đời không tiếng than ước mơ cuốn theo nghiệt hoàn suốt bao nhiêu năm qua ta vẫn nhớ cơn sâu rời ta cho cuộc sống cũng đã nở hoa người dù phồn hoa lấp lánh lòng vẫn nhớ quê nhà mẹ hiền choàng chờ giấc mong khi trời đưa đêm về xa đời dù buồn vui vẫn thế từng giây thêm chia lìa lạc loài là một nỗi đau thấy nhau hay tin còn nhau khắp nơi trên địa cầu dẫy ra nơi sân Việt Nam những đôi chân mịt mai đã thương tôi rồi ăn mãi mãi lâu nay ta lặng thinh bao nhiêu năm ngày gần sống giữa ân và oan muốn han lên đôi lần sáng sớm để lìa
Cảm ơn Thị Hến về bài bức tranh Việt Nam. Kính mời tiếng hát tiếp theo. Hello. Dạ, chào cô Julie, chào anh Phạm Minh, chào anh Thượng Vũ. Dạ, chào dạ, anh. Chào anh. Quý anh của anh ạ. À. Dạ, tôi là tên Hùng 0986. Hùng 0986. Hùng đó cái tên. Cái giọng giống anh Du ghê ha. Quen quen. Giọng giống anh Du. Dạ. À, xin lỗi cô Julie, hôm nay đề tài là gì cô Julie? Dạ, đề tài Phạm Minh, đề tài là tạ ơn đấy anh. Đúng rồi. Tạ ơn hả? Dạ, tạ ơn anh. Dạ. Xin hát bài Còn một chút gì để nhớ được không? Đúng rồi. Có. Được anh, bài đó có chữ tạ em play cool mới rồi mới tạ ơn em gì đó có trong đó có không? Có cảm ơn gì đó. Cảm ơn thành phố có em. Dạ, mời anh 1, 2, 3. Ô núi cao, ô núi đầy thương, ô núi cây xanh, trời thắng thật là đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em lấy chú mấy đôi môi hồng, giờ đây buổi chiều quen nắm mùa đông nên mắt tóc em ướt nên em mềm mây chiều. Ô núi cao, ô núi trời gần, ô xa con xa nên cố tình thân đi dăm phút đang về mà có 2 phút chứ nếu không anh đứt hơi. Tiếng còn này đứt hơi. Tiếng còn này nó phụ họa giống như bài tinh thần bài nhạc. À, nghe giống như tinh Đà Lạt. Hay đó. Kính mời tiếng hát tiếp theo. Tiếng còn này đúng. Hello. Hello. Dạ, một mỉm. Dạ, một mỉm. Dạ, ok. Dạ, một mỉm hơi bài ca và dạ, tác giả. Dạ, xin chào quỹ ban. Dạ, chào một mỉm. Chị khỏe hả? À? Dạ tôi cũng khỏe à. Dạ. Khỏe gọi lên được cho chú Lý. Dạ không khỏe gọi cũng được mà hát không được thôi. Gọi với hát mới khác nhau. Được, không có gọi lên được. Hát không được nhưng mà thều thào đau tai thính giả thôi. Thôi Mẫm Mỉm ơi, chị cho biết bài ca và tác giả. Dạ bữa nay xin hát bài Xin cảm ơn tình nhân của hình như của Lê Đức Long. Dạ 1, 2, 3. Hãy cho nhau niềm tin sẽ cho ta ngày mai, và ngày mai sẽ là ánh sáng, và ánh sáng sẽ cho nụ cười, đừng cho nhau nụ cười. Sẽ là hạnh phúc và chị bấm mỉm hơi đường dây mình sao mà tiếng nghe tiếng không nghe được, chị có thể đổi cái phone đổi iPhone 5 không chị? Đổi iPhone 5 5S bấm mỉm ơi. Dạ yeah.
chị hát là cái phương gì? Đó, thì bây giờ nghe cái tiếng tít tít. Phương nhà, phương sao chị? Thôi để gọi lại nha. Dạ, chị bấm biểm gọi lại giùm. Tại vì mình hát một chữ có, một chữ không. Thành mình nghe chị Đức Quảng đó. Dạ, nghe Đức nghe Quảng. Nghe nức nở lắm. Dạ. Thành ra là... Cảm ơn chị bấm biểm xin gọi lại. Nức nở theo luôn. Dạ, kính mời thính giả tiếp theo. Hello. Khóc rồi chứ. Hello. Dạ, quý danh của chị ạ. Dạ, xin chào ban giám khảo, tên Tuyết ạ. Dạ, chị Tuyết, bài ca và tác giả ạ. Dạ, cho một người vừa nằm xuống. Cho một người nằm xuống của? Hình như là chị Cung Sơn, em không nhớ rõ. Dạ, thưa phải. Chị Tuyết hơi muốn xin thời cuối là chi ạ? Dạ, 7377. 7377, 1, 2, 3. Anh nằm xuống sau một lần. Đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Đã bay cao trong vòng trời này. Rồi nằm xuống về. Không có ai, không có ai từng ngày. Không có ai đợi đời. Nỗi mụn vui, mưa tôi trong nghĩa trang này. Có loài chim thôi. Nằm xuống cho hạnh phúc. Đáng quên tin thương nhau trong ngày buồn. Anh đưa về cội nguồn. Từ đó trong trời rộng. Nắng đây một lần, nhìn anh đến xót xa này. Khi cùng hương cơn, mà anh về còn đó, anh biết không anh? Người tình còn đấy, anh nhớ không anh? Cũng có còn xanh, mặt trời còn lên. Với chương trình, kính thưa quý thính giả, chương trình Một Giờ Vui Hát do Phạm Minh phụ trách qua tiếng đàn của ca nhạc sĩ Phương Vũ sẽ trở lại sau phần bảo trợ của những cơ sở thương mại sau đây. 933-7888, 933-7888 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Một Giờ Vui Hát cho giám khảo lành Phạm Minh phụ trách qua tiếng đàn của ca nhạc sĩ Phương Vũ. Những quý vị có tiếng hát hay trong chương trình đến danh Phượng Vũ để thâu lại tiếng hát của mình với bài ca mình yêu thích với studio của anh Phượng Vũ. Số điện thoại của Phượng Vũ là 714-539-8165. Tự nhiên chú Lê gặp gần vậy. Tại vì... Nay sao vậy, chưa ăn cơm hả Thành? Ăn rồi, ăn no quá thành ra vậy đó. Cái gì cũng vậy, đi quá trớn lại thành ra hư bột hư đường. Tự nhiên ngập ngừng. Số điện thoại để các khán giả tham dự với chương trình là 714-933-7877. Khi khán giả gọi đến thì xin cho tên, bốn chữ thoại cuối, bài ca và tên tác giả nếu biết, thì để mà mình có nhiều thời giờ để mời nhiều tiếng hát cho đi. Đếm 1, 2, 3 để mình bắt đầu liền cho nhanh, tiết kiệm thời giờ. Kính mời tiếng hát đang chờ. Hello. 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 Dạ, quý danh của chị. Dạ. Dạ, tôi... Tên là Mười Ù. Mười Ù, bốn chân thời cưới. 2000. 2000, bài ca và tác giả, thưa chị Mười Ù. Bài ca Cảm ơn cha được không? Dạ được rồi, cảm ơn cha. Dạ. Của tác giả nào vậy chị? Trân Trọng. Dạ, 1, 2, 3. Cảm ơn cha ban cho con đời sống em đềm. Đường trời thư thách gian nan và thân chúa có sự bình an
con đầm ấm gia đình. Thương thương Chúa ta, tiếng phone thì không nghe được rõ, xin chị Huy U có thể gọi lại giống như vị thính giả hồi nãy cũng đã gọi vào, nhưng mà vì cái âm thanh nghe không rõ, tiếng có tiếng không nên xin cho phép chương trình được mời thính giả tiếp theo để âm thanh có thể là khá hơn. Hello. Dạ, xin chào quý anh chị ạ. Dạ, chào anh, cái danh của anh. Dạ, tên Nguyên, 469. Dạ, cảm ơn anh Nguyên, bài ca và tác giả. À, xin hát bài Khóc Mẹ Đêm Mưa của nhạc sĩ Anh Bằng. Dạ, 1, 2, 3. Dạ. Có những lần con khóc giữa đêm mưa, khi hình mẹ hiện về năm khói lửa, giặc đêm đêm về quê ta vây khốn, bắt cha đi mẹ không suốt đêm buồn, ôi thương mẹ vất vả thăm nuôi con, đi vội về sợ con thương ngóng chờ, nhưng mẹ đi không bao giờ về nữa. Trên đường tức tử chết trong mơ, tình ơi mẹ ơi, tan thiên bao nước mắt thành dâu, con gọi mẹ một mình trong đêm tan. Mẹ ơi, mẹ ơi, có nghe chăng lời con vang vọng nơi mộ phần trên vuông đất hương. Con lang thang giữa đời quạt thiêu hoa, đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà. Con quý mẹ xa nữa vòng thế giới, con không về từ ngày mẹ ra đi. Đêm tha hương con gục đầu tưởng nhớ, trên đời này mẹ con không gặp nữa, trên đời này không bao giờ gặp nữa. Mẹ ơi mẹ, con khóc giữa đêm mưa. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn anh Nguyên. Anh Tuấn Vũ sao anh? Hả? Bài này lạ hay sao? Không phải. Sao cái mặt cái nhăn nhăn này? Đâu có nhăn gì đâu, tại mình cảm động. Nghe anh hát bài tha thiết với cái chỗ lên cao đó. Cảm động cái bài anh cao không nổi đó, nhìn cảm động. À, mình cảm động. Sao đứt như làm nữa. Xin mời tiếng hát tiếp theo. Hello. Dạ, dạ Mũm Mỉm gọi lại. Dạ, rồi bây giờ nghe rõ ghê Mũm Mỉm ơi. Rồi mình bắt đầu bài ca đó nữa ha. Dạ. Dạ, một, xin cảm ơn tình gì đó. Xin cảm ơn tình nhân. Xin cảm ơn tình nhân. Dạ, dạ. Tình nhân. Cảm ơn tình nhân. Dạ. Một, hai, ba. Hãy cho nhau niềm tin, niềm tin sẽ cho ta ngày mai, và ngày mai sẽ là ánh sáng, và ánh sáng sẽ cho nụ cười, giữ cho nhau nụ cười, nụ cười sẽ cho ta tình yêu, để tình yêu sẽ là hạnh phúc, và hạnh phúc sẽ không khổ đau. Xin cảm ơn tình nhân đã cho em ngày hạnh phúc. Xin cảm ơn tình nhân đã cho em nụ cười. Xin cảm ơn tình nhân đã cho em niềm tin. Xin cảm ơn tình nhân. Cảm ơn anh tình nhân. Tình nhân đã cho em tình yêu, và tình yêu sẽ là mãi mãi, và mãi mãi cảm ơn tình nhân, và tình yêu sẽ là mãi mãi, và mãi mãi cảm ơn tình nhân. Dạ, xin hết ạ. Cảm ơn chị Mũm Mỉm, chị đi làm radio cũng lâu và lần đầu tiên chưa nghe cái bài ca này. Cảm ơn chị Mũm Mỉm. Bài nữa có vẻ có Tàu Hiểu. Tàu gì hiểu rồi? Nhạc Tàu. Kính mời tiếng hát tiếp theo. Alo.
Dạ vâng, chào quý đài ạ. Dạ, chào em tên Tuấn, em xin hát sản phẩm Tình Cha của nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Dạ, Tình Cha phải không anh? Dạ. Ok, dạ Tình Cha, dạ mời anh Tuấn. Một, hai, ba. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Con gian nan thật tình đậm thân bao nhiêu, nắng mưa hiên ngang đã dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có ai chậm lòng, chưa hoài tuổi thơ bếp cha gian khổ ngày đêm chăm lo, mong con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy tiếp được ra lạnh, cả cha nằm ôm con tươi ấm những cánh trời, nhớ cha một con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch rất rõ cho người, xin cảm ơn. Kính mời kính hát tiếp theo. Hello. 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 Dạ rồi, nghe chị rồi. Cứ danh là chi ạ? Dạ. Dạ, thưa tôi về cô Tám. Dạ. Lần đầu tiên xin chào cô Julie. Dạ. Lần đầu tiên với chúc mừng, chúc mừng cô Tám. Cảm ơn dạ, cô Tám tham dự. Dạ, ở Bình Tôn. Ồ, ở xa mà cũng tham dự được. Cảm ơn cô Tám dạ. Nhiều. Nghe dạ, lâu lắm rồi cô ơi. Dạ, cảm ơn cô Tám. Hôm nay cô Tám hát bài gì ạ? Dạ, chính tàu hoàng hôn, nhưng mà nhớ đâu hát ở đó thôi nha cô. Dạ, dạ, nhớ dạ vui thôi. Dạ, được, dạ, kính mời cô Tám. Một, hai, ba. Dạ. Hát ra hát đi nghe cô. Dạ, dạ. Dạ. Chắc chờ rồi đi đến. Ủa, sao tôi nghe vậy? Tôi dạ, nghe vậy? Cô Tám ơi, cô Tám tắt radio đi, cô Tám nghe phone thôi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cô Tám đừng nghe ra vô cái nó bị delay đó. Một, hai, ba. Dạ. Chiều nào tìm nhau đi khi bóng ngã tê tàn, hoàng hôn đến trong đây mơ tiếng tâm trong hồn ta, muốn không gian nếu đôi chân thời gian ngừng thôi, đôi giây phút chia ly này kéo dài trước khi vươn chặt sao cho tàu đứng đi. Xe lăn trong tim vẫn đã yêu sắp lên trên, mưa thu bay bay sắc sẽ lấp bay, hoàng hôn dần buồn mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn chắc chắn sau nỗi sao đần, đêm mưa thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Thành trăm tình mối thương theo một vòng.
Dạ. Tuần tới cô Tám gọi vào góc tiếng hát tiếp cô Tám nha. Dạ. Cảm ơn cô Tám, xin kính chào cô Tám. Kính thưa quý thính giả, chương trình sẽ trở lại sau phần bảo trợ của người Việt ô tô. Xin kính mời anh Phạm Minh. Hôm nay chúng ta có hơn một chục vị tham dự. Và cái lỗi nhiều nhất trong cái ngày hôm nay đó là quên lời và không có chuẩn bị, thành ra nhiều người bắt tông cao quá hồi hát không nổi đó. Thành ra nếu một quý vị tham dự đó thì cố gắng chuẩn bị mình một chút xíu, tại vì chúng ta tôn trọng thính giả đó, thì thường thường là chúng ta sẽ gặt lại cái cảm tình của cái người nghe nhiều hơn là chúng ta không có chuẩn bị. Chuẩn bị thứ nhất đó là chúng ta có cái lời của cái bài hát, chúng ta có thể download từ trên internet xuống cái lời. Thứ hai đó là chúng ta bắt cái tông cho nó quen đi, khi mình hát đó, thì mình bắt cái tông là nó được liền, chứ đừng có bắt tông xong hồi mình hát đuối, hát mãi cũng không lên tới. Rồi có vị đó mà giọng rất là tốt, chẳng hạn như anh Vũ Túc đó, mà former name là Tuấn đó. Anh rất là ngây thơ, anh khai là tuần trước anh lấy tên Tuấn, tuần này anh lấy tên Túc. Rất là ngây thơ. Nhưng mà anh ấy hát thì hay, giọng thì hay, theo nhịp tốt. Chỉ có cái là anh quên lời nhiều quá khiến chúng tôi cười gần chết. Đó là những cái lời hát của anh là này là bánh chưng, em ngồi em đan. Bao nhiêu đêm em ngồi em đan. Bạn ơi, anh hát cái bài này là áo len, em ngồi em hâm phải không? À, không sao, tại anh hay lộn cơm với phở. Làm cho chú Liên phải chồng anh thêm câu nữa. Cười quá trời. Mặc vào bánh trưng. Bao nhiêu đêm em ngồi em đang. Nhưng mà... cho anh giải đi chứ, anh hát hay đó. Nhưng mà cái giọng hay. Giọng anh hay. Sao đàn rất là tốt, chỉ có lời anh không. Thì đó là cái là mình thấy là nếu mình có chuẩn bị, có lời đã kỹ lưỡng và chuẩn bị chút xíu đó thì mình có thể là mình được cái cảm tình của thính giả nhiều hơn là mình không có chuẩn bị rồi mình cứ hát rồi hồi cái này mình bỏ lỡ. Thế là có thể là ảnh cố tình làm như thế để cho chương trình được vui. Không, riêng Phượng Vũ thế thì ảnh theo đàn rất là tốt. Rất là hay. Dạ. Không biết theo gì khác thì có hay hay không? Theo đàn gì khác thì không có. Đàn bà có hay không? Có đó. Dành giải thưởng cho anh đi nha. Tuần trước là Tuấn tặng cho ai đó, kỳ này là Tuấn tặng cho ai đó. Hay chắc tốt. Vậy là dành giải thưởng cho anh đi. Dù sao trong phòng ghi âm mà cười quá chừng, cười hết quảng cáo 3 phút luôn đó, phải không? Rồi những cái lỗi mà không nên vấp thường xuyên đó là thí dụ như lấp lánh, đọc là lấp lánh. Như là tại vì bị ảnh hưởng là cái cây xanh xanh và lá cũng xanh. Ấy, bây giờ bé ngoan của Julie nha. À, thì tại vì đó thành ra ngay từ nhỏ đó, từ nhỏ đó phải đã phải dùng những cái bài thơ, bài hát hay là những cái bài ấy để cho nó không có bị sai. Chứ không có là sau này, cái thế hệ về sau này là toàn hoàn toàn phát âm như vậy không. Cái cây xanh xanh không à? À, xanh xanh thành ra lấp lánh. Lánh và hơi lấp ló anh ơi. Lấp ló người em ơi. Anh Minh ngày nào về tới nhà cũng lấp ló một cửa. Tại sao anh biết hả? Anh biết. Anh quen với cái vụ đó rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Đúng rồi. Tối ngày cái fan mình ngồi liêm vài một cái chọc cho anh cười nữa, nó hết rồi mới nói được đâu. Bác sĩ không có cho anh cười nhiều quá. Dạ. Yeah. Không biết không? Tới hình như là 10 decibel là anh phải ngưng. Yeah. Như là anh Hùng đó, hát bài Phố Núi Cao đó, anh bắt cái tông quá cao. Anh không phải là giọng tenor nữa, người ta chia ra giọng nam thì có hai giọng, giọng bass và giọng tenor. Rồi tới nữ đó là alto và tới soprano. Nhưng mà anh Hùng thì anh hát là giọng alto đó chứ không phải là giọng tenor nữa, phải không? Quá cao, cao hơn giọng cao của nam nữa. Cái này như thế này, tại vì theo cấu tạo của cái cơ thể mình á, những người nào mà thấp, có chiều cao thấp anh, thì cái thanh đới họ ngắn. Thanh đới họ ngắn thì họ hát rất là cao. Cao. Giống như đây hả? Dạ, đó. Giống như dây đàn vậy đó. Dây ngắn thì nó lên tiếng cao. Toàn để ý mấy người mà cao, rồi hát giọng trầm. À, đó, cái thanh đới là dài. Còn thành ra nếu mà mình ca sĩ mà mình bị thước tất hay bị thiếu thì cái giọng mình nó cao tự nhiên. Đó, giống giọng này nè. À, đó. Vậy là anh Bảo Trung này hơi ngược á. Anh vừa nhỏ, anh vừa thấp, giọng anh còn bố. Có khi là anh giả vờ đó thôi. Thành ra là mình nghĩ cái anh Hùng mà anh hát đó, anh nó ít nhất cũng phải là một thứ 65. Một thứ 65, một mét 65 hoặc mét 67 thì anh không thể nào mà anh hát cái giọng cao vậy.
anh không nên nói cái giọng tự nhiên của anh. À, thì nó mới đúng cái thanh đới của anh. Hôm nay thì vậy thính giả nào anh Phạm Minh chọn thưa anh? Hôm nay đó, vừa theo đúng chủ đề về cái dòng tốt thì tôi xin chọn thứ nhất là anh Hit and Run. Tôi xin tặng cho anh Hit and Run cái certificate của TP Food. Và người thứ hai đó là anh Vũ Túc. Mặc dù anh hát thì anh quên lời, nhưng mà anh hát giọng tốt và anh theo đàn được lắm. Anh đã xin tặng anh Vũ Túc bài cái certificate của nhà hàng Vân. Xin mời hai anh gọi tới đài ở số 714-933-7888 để nhận phần quà của mình. Chúc mừng Hit and Run, chúc mừng Vũ Túc. Chủ đề tuần tới nhắc lúc nào cũng nhắc không đến. Nhưng mà chú nói chúc mừng Hit and Run thì thường thị bên ngoài mới mốt lái xe Hit and Run thì đừng nên. Không nên. Đây là tên của anh Hit and Run rồi. Mình. Chủ đề tuần tới là... Hình như tuần tới mình vẫn còn nằm trong Thanksgiving không? Dạ, Thanksgiving. Thành ra mình vẫn hát mấy bài tạ ơn đi. Vẫn là tạ ơn. Anh rồi muốn hát chung nhau thì cứ việc hát. Yeah. Nếu mà ai hát rồi người khác hát lại cũng không sao. Yeah. Miễn là hát hay hơn thì vẫn được giải. Yeah. Hay không bằng hay hát. Quý khán giả nhớ tham dự thường xuyên. Xin cảm ơn anh Phượng Vũ mỗi tuần dẫn bỏ thời giờ quý báu đến để đàn khán giả hát. Cảm ơn anh nhiều. Đừng khen té hèn á nha. Khen đi Việt Nam nữa đó. Cảm ơn Phượng Vũ. Rồi, kính chào quý vị, xin chào thân mến. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn chờ tới khi mình hát. Tuần tới, cảm ơn.